Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn, xin kính chào tất cả anh em mà có niềm đam mê năng lượng mặt trời nha. Thì trong clip này mình sẽ tiếp tục review cái biến tầng Sigatip và cái hệ lưu trữ độc lập của gia đình mình. Mặc dù là cái hệ mình là chỉ là hệ nhỏ thôi, chỉ là 24V và công suất của cái biến tầng của mình nó là chỉ là 2400W thôi. Tuy nhiên đây là cái dòng biến tầng mà phải nói là nó có cái tấm pin hỗ trợ đầu vào khá là lớn, 3000W. 3000W so với một cái biến tầng 2,4 và hệ 24V thì đây là phải nói là một cái nó đã hỗ trợ cái tấm pin vào là khá lớn. Thì mình đã sử dụng cái hệ này cũng gần một năm nay rồi, và cái hiệu quả nó mang lại là rất là ổn luôn. Mình thì sử dụng 4 tấm 445W của Canadian, và đến thời điểm này là đã một tháng trôi qua kể từ thời điểm mà mình reset lại tháng trước. Thì mỗi một tháng mình sẽ reset lại một lần và mình sẽ làm video để chia sẻ cho mọi người. Thì tháng vừa rồi mình reset vào ngày 15, đến thời điểm này đã được 188kg, có nghĩa là cả gia đình mình đang sử dụng thông qua một cái đồng hồ này luôn nè. Là tháng vừa rồi mình chỉ sử dụng có 188kg thôi, mặc dù là mình dùng hai máy lạnh và tất cả các thiết bị điện trong gia đình. Gia đình mình thì có 4 thành viên, tuy nhiên là mình sử dụng thì mỗi một tháng dao động trên dưới 200kg, và mùa này là mùa mưa cho nên là khu vực ở Cà Mau mình thì mưa liên tục, cho nên các thiết bị điện cũng giảm luôn, cũng giảm tiêu thụ, cho nên là tháng này mình sử dụng có 188kg thôi. Và tổng cái lượng điện mà mình sử dụng từ điện lưới quốc gia là chỉ 99kg. Như chúng ta thấy là trong tháng vừa rồi á, là cái biến tầng nó chỉ tạo ra được khoảng gần 90kg điện thôi, mặc dù con số nhỏ do trời mưa mà. Tuy nhiên là đảm bảo được cái nguồn năng lượng ổn định cho gia đình, cấp điện mình cũng chẳng quan tâm đến, và mọi thứ là mình sử dụng ok hết. Thì sẵn đây mình cũng nói sơ qua để các anh chị và các bạn ta hiểu là thì trong quá trình mình sử dụng cái biến tầng thì chúng ta phải hết sức chú ý cái vấn đề là công suất của cái biến tầng. Ví dụ của mình là chỉ là 2,4 thôi, cho nên chúng ta sử dụng các thiết bị điện đừng bao giờ vượt quá 2400W nha. Nếu mà chúng ta sử dụng vượt quá thì sẽ chết công suất đó. Mình thì đang sử dụng cho cả gia đình luôn, mình không có sử dụng motor bơm nước, cho nên tất cả các thiết bị điện mình không bao giờ là mình vượt quá 2400W đâu. Nếu mà mình sử dụng biến tầng này thì chúng ta có thể là sử dụng cho biết từ điều hòa rồi vô tư nha. Còn máy bơm nước thì chúng ta hạn chế, bởi vì cái dòng khởi động nó rất là cao. Thì trong tháng vừa qua là mình đã sử dụng 188kg, và mỗi một ngày thì cái biến tầng này nếu như nắng tốt thì nó đem lại khoảng 5-6kg điện, còn do mùa mưa nên tháng vừa rồi nó chỉ đem lại mình tầm khoảng 90kg thôi. Thì nếu mà chúng ta có nhu cầu mà chúng ta sử dụng cái hệ gia đình nhỏ thì chúng ta sử dụng hệ 24V và cùng kèm với đó một cái ắc quy lithium như thế này là ok rồi. Mình thì mình đang muốn nâng cấp lên, cho nên mình cũng cần cái thanh lý cái ắc quy lithium này và cái biến tầng luôn. Biến tầng thì mình đang sử dụng bình thường, mặc dù mình đã sử dụng được 10 tháng rồi nhưng mình đang sử dụng rất là bình thường luôn. Mình sẽ nâng cấp lên hệ 48V và 5,5kg đó, để buổi trưa mình sử dụng hai bếp từ để mình nấu nướng luôn. Mình sẽ nâng cấp cái bình này lên thành bình 48V. Thì riêng cái ắc quy này mình cũng nói chúng ta biết luôn là mình đặt hàng, cho nên là tất cả các cái thông số là rất là ok luôn. Đây ví dụ như là cái mặt bảo vệ nè, chúng ta thấy rất là lớn luôn, cái mặt bảo vệ nó cực kỳ lớn, nó có thể là chịu cái dòng xả tối đa là tới 200A. Này chúng ta xem nè, dòng xả định mức là 100A và dòng xả tức thời là tới 200A luôn. Và cái độ bền nó thì từ 2300 cho tới 2500 chu kỳ, 29,2V. Thì nói chung là nếu anh em nào mà biết cái bình ắc quy lithium á, thì những cái thông số này chúng ta hết sức là tin tưởng rồi, bởi vì nó cực kỳ bền. Mình có lắp đặt đầy đủ tất cả là nào là cái công bằng nè, công bằng 5.5 nè, công bằng toàn giải 5.5A nè, đảm bảo tất cả các cell là đều cân bằng tuyệt đối luôn. Và trong quá trình mình sử dụng thì rất là ổn, nhưng do mình muốn nâng cấp lên cho nên sẵn đây mình cũng thanh lý luôn. Nếu anh em nào mà thật sự có nhu cầu, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm để sử dụng thì mình bán luôn cả cái biến tầng và ắc quy nha, mình sẽ thanh lý cả hai cùng một lúc luôn. Thì với cái giá tương đối hữu nghị, thì nếu anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà mình để trên màn ảnh đó.
hoặc là nhắn tin Zalo cũng được. Thì mình ở đây mình thật ra là mình không phải kinh doanh gì cả, mình muốn nâng cấp lên hệ thống mình đang sử dụng bình thường, mình muốn nâng cấp, cho nên mình sẽ để lại cho anh em và tất cả những cái thông số cái gì mà cần phải cài đặt á, thì mình sẽ cài đặt sẵn cho anh em luôn. Đây bây giờ mình sẽ review sơ qua. Bây giờ trời nó không có nắng lắm, tấm pin vào nó cung cấp nó chỉ có hơn 400W thôi. Mình đang nấu cơm, nấu cơm và con gái đang sử dụng máy lạnh nữa. Đây hiện giờ là đang 1280 kW nè, ở 1280W nè, 1,2 kW. Thì người nấu cơm thì tầm khoảng 800W và thêm cái máy lạnh nữa, rồi tủ lạnh và các thiết bị điện khác nữa. Nói chung là chúng ta sử dụng đừng vượt quá 2400 là không sao, mà biết từ bạn ủi được chúng ta sử dụng bình thường nha, không vấn đề gì cả. Rồi vừa rồi mình đã review chúng ta xem cái hiệu quả của điện tầng mang lại, và đồng thời mình muốn thanh lý luôn. Nếu anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại nha. Thanh lý mình sẽ thanh lý cả hai luôn, cả ắc quy và điện tầng. Mình nhắc lại ắc quy này là mình đặt hàng nha, cho nên chất lượng nó rất là ok luôn, mình mới sử dụng này là khoảng 3 tháng thôi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.